Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ giàu Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục truyền dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn. Tập 12 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyền Hợp đồng Tình Nhân đến từ tác giả Dương Cầm. Quý vị và các bạn thân mến, sau một khoảng thời gian dài xa cách, thì giờ đây Hà Anh đã quay trở về Việt Nam. Giữa Hà Anh cùng với Di Tường, bây giờ đã không còn giống như xưa nữa, bởi vì giữa họ đã có thêm một cô con gái rất là đáng yêu. À, tuy nhiên, ở phần cuối của tập truyện trước thì dĩ tường anh đã vô cùng tổn thương khi chứng kiến Hà Anh quay trở về nhưng không hề đi tìm anh. Cô lại còn có cuộc sống vô cùng thành công và viên mãn nữa. Cũng chính vì vậy, anh đã đau lòng nói lời chia tay với cô. Liệu rằng đây có phải là kết thúc dành cho câu chuyện này hay không? Vậy thì ở tập truyền này chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đó. Sẽ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Anh Sa xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đi tìm lời giải đáp ở tập 12 của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ dậu. Và ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyền rất hấp dẫn có tên gọi là Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Và anh Sa tin chắc là bộ truyền này sẽ không khiến quý vị và các bạn thất vọng đâu. Hy vọng rằng quý vị sẽ không bỏ lỡ bộ truyền này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12 Tập cuối cùng khép lại bộ truyền Hợp đồng tình nhân Tác giả dương cầm Qua dòng đọc của Anh Sa Dĩ tường nhìn cô đau nhói Anh lau khô mắt của mình rồi nói Chào em Có lẽ đến lúc anh nên từ bỏ việc yêu và nhớ em rồi đấy Chúng ta kết thúc ở đây đi Xin lỗi Bởi vì đã làm phiền em Nói xong thì di tường bỏ đi Hạ Anh đứng bật dậy Chạy theo ôm chầm lấy anh Đừng đi mà Anh em nói đã Những năm qua Em vẫn nhớ anh đến nghẹt thở Lúc nào cũng chỉ muốn chạy về với anh thôi Em nhớ từng cười chỉ Từng lời nói Từng cái chạm tay của chúng ta Em chỉ là đang muốn ổn định Để khi gặp lại anh nhìn thấy sẽ yên lòng thôi. Em chỉ là đang cố gắng để xứng đáng với một người hoàn hảo nhanh thôi. Em xin lỗi. Nói rồi thì Hà Anh ôm xít chặt anh vào người không buông. Cô khóc nức lên vùi mặt vào lưng của anh. Cô nhớ anh, nhớ mùi hương này, nhớ cái ôm này, nhớ tất cả những gì là của anh. Di Tường nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quay người lại, khẽ lau nước mắt ướt sông má của cô. Em có biết Anh đã tìm em như thế nào không Anh vùi đầu vào công việc không chỉ muốn Mình có thể sống mà đợi em về Ngày hôm qua nhìn thấy em Biết là em đã quay trở về cả tháng Lòng của anh như muốn nổ tung vậy hai anh kiếng chân Hôn lên đôi môi lành bút của anh Ánh mắt thì hôi lối Em sai rồi Lần sau thì em sẽ không như vậy nữa Em sẽ không buông tay anh để cho người khác cướp mất anh đâu. Rời xa anh, tìm em cũng đau lắm. Trong lòng của em cũng rất đau nữa. Cô ôm chặt lấy anh, nét vào người của anh, thế nhưng vẫn không ngừng khóc. Anh à, tha thứ cho em đi. Em sẽ không tái phạm nữa đâu. Từ bây giờ, em sẽ bên anh đến lúc anh chán, đuổi em đi thì em mới đi. Dây tường, nâng khuôn mặt đỏ hồng, Nước mắt thì vẫn còn thi nhau rơi Nhìn ô yếm Làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng như vậy Hạ anh cắn môi Rồi thì Lúc này khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh Ánh mắt thì đáng thương hôi lối Vậy thì em phải làm gì bây giờ đây Dĩ tường giả vờ nghiêm mặt Giấu đi tâm trạng đang gieo vui của mình Làm gì nhỉ hai Anh bá cổ của anh kéo xuống Hôn lên đôi môi hơi lạnh Nhưng mà ngọt ngào của anh Cô chủ động kéo anh sát lại Chủ động hôn khiến giấy tường thoáng bất ngờ Nhưng mà bao nhiêu nhớ nhung phiền muộn đã trôi tuột đi mất Anh xiết chặt cô vào lòng Đón nhận nụ hôn ngọt ngào như chứa cào ấy Nhất Hà Anh ngồi lên bàn Anh không rời khỏi môi cô Ba năm qua Anh đã nhớ đôi môi này Nhớ hơi thở của cô biết bao Nụ hôn cứ sâu dần sâu dần Thỏa mãn bao nhiêu nhung nhớ Màu nóng trong người của anh bắt đầu trôi dậy Di tường rời khỏi môi cô Anh muốn Chúng ta có thể hà anh gật đầu Cô kéo anh ra khỏi phòng Lên phòng ngủ của mình Cửa phòng vừa đóng lại Di tường cuốn lấy môi cô khao khát Bàn tay thì cởi từng chiếc cúc áo Hạ anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người Di tường đặt cô xuống giường Đôi môi đầy khao khát nốt lấy từng hơi thở của người bên dưới. Rồi Thanh trượt dài nụ hôn xuống cổ, dừng lại trên cơ thể của cô. Cô vòng tay khép vút ve tấm lưng trần của anh, cảm nhận luồng gió mát, siêu ngọt, đang trải đầy cơ thể. Anh thì vẫn dịu dàng như vậy, từ tốn hôn, nhưng mà đủ khiến cho ngực của cô căng tràn, đỏ rực. Nhìn cơ thể trắng mút của Hà Anh, Đa hẳn lên những dấu hôn đỏ ao, dĩ tưởng hài lòng thưởng thức hương vị, mà từ bao nhiêu lâu nay, anh vẫn nhớ nhung Mà kể cho Hà Anh cứ co người phản đối Anh vẫn cứ hôn lên Dĩ tường trơn lên hôn đôi môi đang mím chặt kia Rồi thì mặt của Hà Anh đỏ lần Hơi thở của cô gấp gáp Khi mà tay anh cứ liên tục khuấy đảo cơ thể cô Mặc kệ cho Hà Anh cầu xin Cả người của cô đỏ dâng lên Anh vẫn cứ tiếp tục Cô chỉ biết anh đang làm cho mình thực sự thỏa mãn rồi thì những tiếng yêu đương cứ không ngừng thoát ra trên đôi môi đỏ áo ấy. Rồi thì cả hai người cứ cuốn lấy nhau như vậy. Bất ngờ thì anh hôn lên môi cô, lên vành tay của cô rồi thì thầm. Sinh con cho anh nhé. Cô đón nhận anh, hòa nhịp với cơ thể của anh. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, cô trêu lại. Nhưng mà hôm nay là ngày an toàn. Hơn Nữa... Như vậy thì coi như em đồng ý rồi đi nhá Anh lật người của cô lại Vút về bờ lưng trần của cô Hơi thở cả hai hòa làm một Cơ thể dường như cũng hòa làm một vậy Tan ra trong hạnh phúc Anh yêu em hai anh à Chúng ta làm đám cưới nhá Cô gật đầu Cảm nhận được hơi thở Dòng nước ấm áp hạnh phúc chảy trong cơ thể của mình Nằm gòn trong lòng của dĩ tường cô với tay lê không ảnh chụp hai mẹ con đưa cho anh anh nhìn xem đi đứa trẻ này sống ai đây di tường ngồi bật dậy đây là đứa trẻ anh đã nhìn thấy đi cùng với di an con bé rất giống di an uhm, anh cũng định hỏi em chuyện này mà lại quên mất em giấu anh cả việc di an có con sao cô ngồi dậy tựa vào ngực của anh rồi nói <laughs> là con của chúng ta đấy Không phải là của Di An đâu Nhưng mà nó giống cô ấy đến kinh ngạc nhỉ Trong thoáng trống Dĩ Tường ngây người Hết nhìn Hà Anh rồi lại nhìn đứa trẻ Trong lòng của anh như vừa thắp lên ngọn lửa hạnh phúc tột độ Sao cơ? Con của anh à? Vậy đây không phải là con của Di An sao? Hà Anh ngồi hẳn vào lòng của anh Con bé rất giống Di An nên con em ai cũng tưởng nhầm Nhưng mà nó là con của chúng ta Sau khi bỏ đi Em đã mang trong mảnh giọt máu của anh Dĩ tường xúc động Đôi mắt của anh đỏ hoe Hả anh à Đây là sự thật à Anh có con rồi sao Cảm ơn em yêu Cảm ơn em nhiều lắm ha Anh bật cười khi nhìn thấy anh cứ vui như một đứa trẻ Anh cứ ôm lấy cô liên tục cảm ơn Đem gọi Di An Hôm nay chúng ta đi đón con nhé. Dĩ tường gật đầu nhanh như chớp. Ánh mắt của anh long lên hạnh phúc. Vậy tắm rồi đi nhỉ? Không biết là con bé em có theo anh không đây? Hai anh bá cổ của anh ngô yếm. Em vẫn rất hay kể cho con nghe về anh mà. Ngay từ lần đầu tiên gặp Dĩ An, con cứ bám chặt lấy cô ấy rồi đấy. Gương mặt của Dĩ tường, dán ra không còn lo lắng nữa. Anh vui vẻ kéo Hà Anh vào nhà tắm. Dĩ tường hồi hộp không dám xuống xe Hà Anh thì phải nắm tay của anh động viên Con bé đáng yêu lắm Vậy nên anh không phải căng thẳng như vậy đâu Sao gặp con mà anh cứ toán cả mồ hôi như vậy Anh hồi hộp quá Cha người ta bảo con gái Là tình nhân kiếp trước của ba là đúng đấy Anh hồi hộp hơn cả lúc vào gặp em nữa Nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt Hà Anh không giấu nổi niềm vui. Không ngờ rằng có con lại khiến cho anh vui như vậy. Vậy Thanh ngồi đây nhé. Em vào lớp đón con ra đây. Di tường lắc đầu dưới tay cô lại. Anh sẽ đi với em. Hà Anh khoác tay anh, lên tụm xoa dịu để giúp anh bớt căng thẳng. Đến trước lớp của con, Di tường dừng lại. Em vào gọi con đi. Anh không muốn con bé sợ đâu. Hà Anh mỉm cười, Cô vào cửa lớp nhờ cô giáo cho đón Hà An. Vừa nhìn thấy mẹ, thì Hà An đã rồi giết chào cô giáo xa vào lòng của mẹ. Kia là ai vậy chị? Hà Anh mỉm cười, quay ra nhìn anh ngô yếm trả lời cô giáo. Đây là ba của Hà An đấy à? Ôi, ba của Hà An sao? Đẹp trai thật đấy. Hà Anh cảm ơn cô giáo rồi đón con ra cho di tường. Nhìn thấy anh, con bé cứ tròn mắt nhìn, Mẹ vừa bảo Đây là ba dĩ tường của con à Hà Anh nắm tay dĩ tường Bàn tay của anh đã ướt súng mồ hôi Anh à Đây là Hà An Con gái của chúng ta đấy Dĩ tường nhìn con mà tim anh cứ đầm thành thạch Cảm giác sung sướng hạnh phúc làm cho anh không cất nên lời Hà An ngơ ngác Đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt của anh ba không muốn nhận con sao nhưng mà sao cô Dĩ An nói ba xấu mà? Ba đẹp như thế này thì không phải là ba con rồi. Dĩ Tường nghe xong thì bật cười nắm lấy tay của con. Cô An bảo với con như vậy sao? Con bé gật gật cái đầu tròn vo, đôi môi chúm chím khai đồng đầy. Hạ anh giải thích. Bởi vì ba Tường xấu hơn cô An, thế nên cô bảo xấu thôi. Chứ với mẹ thì ba đẹp nhất thế giới đấy. Không đúng, ba đẹp mà. Ba không hề xấu Rồi thì con bé bật khóc ngon lành Di tưởng bối rối nhìn Hà Anh Ờ ừ ba không xấu Hà An giống ba thế nên xanh như công chúa ấy Thêm cho ba bé con được không nào Con bé im bạt bá cổ của anh trườn sang Gương mặt thì vẫn cứ phồng phiểu Đôi mắt tròn xoe đồng nước ở hàng mi còng vút Con không giống quan An nữa Con chỉ giống ba thôi Ai bảo cô An chê ba xấu như vậy dưới tường hôn lên má của con hạnh phúc anh cứ hít hà nó mãi ngắm nhìn con để hà anh phải lái xe ba sẽ không đi công tác nữa có phải không à mẹ nói từ lúc con sinh ra ba bẩn nên đi công tác chưa về bây giờ thì ba sẽ ở nhà với con chứ dưới tường quay sang nhìn hà anh đang tủm tỉm cười anh cầm tay của con lên hôn chôn chột rồi đáp <laughs> được rồi từ bây giờ thì ba sẽ ở nhà chăm sóc con và mẹ sao ở bên hai mẹ con không đi nữa Nếu như đi thì sẽ đi thật nhanh rồi về Được không? Con bé sùng sướng ôm chầm lấy anh Bà hứa rồi đấy nhá Di tường gật đầu Giờ tay móc ngoéo với con tạo niềm tin Anh đưa Hà Anh và con đi ăn Rồi đi dạo quanh hồ gươm Hà Anh thích thú cứ lon ton chạy Thì thoảng quay lại kéo bà mẹ Bởi vì đi quá chậm Dù Hà Anh không cho nhưng mà dĩ tường vẫn chiều con cho Hà An ăn kem. Anh mà cứ chiều con bé như vậy. Thế thì em không cho nhận nữa đâu đấy. Ừ. Bây giờ em không cho anh cũng dư lấy. Con bé là con của anh cơ mà. Chắc gì chứ. Con em thì chắc chắn rồi. Con anh thì chưa chắc đâu. Dĩ tường hôn lên đồ môi đang thách thức của cô. Ừ. Không cần xét nghiệm anh cũng khẳng định với em Đây là con anh Cô cười giòn tan Cứ mãi mê nói chuyện mà Hà An đã lăn ra ngủ trong lòng của dĩ tưởng Chắc là con bé mệt rồi đấy Chúng ta về cho con ngủ thôi Dĩ tưởng ghé tay của Hà Anh rồi trêu Anh cũng muốn đi ngủ rồi đây Cô nhíu mày Vỗ nhẹ vào vai của anh nhắc nhở trước lời nói đầy ẩn ý đó Anh nhẹ nhàng bế con tránh làm Hà An tỉnh giấc Ngồi trên xe anh cứ ngắm con không rời Rồi lại cúi xuống hôn lên má Lên chán, lên môi của con Hạ anh lái xe rồi lắc đầu Thế anh không sợ em ghen với con à Từ lúc gặp con Thì anh không hề đói hoài gì đến em cả Lần nữa sẽ đến lượt em thôi Hạ anh cười giòn tan Lắc đầu từ chối đặc ân đó Dù đã bị nhắc nhở Thế nhưng mà dĩ tường vẫn cứ liên tục hôn con gái Dĩ tường gọi điện về nhà báo Không về mà bề mẹ cha hỏi đi đâu qua đêm Khi nghe anh nói đi hẹn hò Thì bà liền đồng ý ngay Không hỏi thêm câu nào nữa Đặt Hà An xuống giường Anh nắm tay Hà Anh đành về phòng Thì Hà An đã lên tiếng ừ, Ba mẹ trốn con đi đâu vậy Tại không ai du con ngủ sao Cả hai buông tay ra nhìn nhau mỉm cười Em về phòng nghỉ đi Để anh ru con cho Anh có làm được không đấy dĩ tường đẩy hà anh ra khỏi phòng anh đến nằm xuống cạnh hà an con bé leo hẳn lên người của anh nằm ôm chặt lấy hôm nay ba ngủ với con nhé dĩ tường lấy quyển truyền đầu giường đọc tay của anh vỗ nhảy lưng con chỉ một lát thì anh đã nghe tiếng thở đều đều của hà an nhưng mà sợ con chưa ngủ say nên anh vẫn cứ nằm im xoa lưng đợi cho hà an ngủ say mới nhẹ nhàng đặt con xuống đi về phòng hà anh cũng đã nhắm mắt ngủ Cô nằm quay lưng vào trong Tại nhưng mà nghe thấy khóa cửa Thì cô biết là di tường đã hoàn thành nhiệm vụ Cô giả vờ nằm im ngủ Hơi thở của anh nóng hổi phả lên cổ Lên vai Khiến hà anh có một chút bối rối Bàn tay của anh xoa xoa lên vai cô Tiếng nói thì thầm bên tai Em ngủ rồi à Cô vẫn nằm im giả vờ ngủ Di tường gạt dây váy ngủ rơi xuống tay cô Anh hôn lên phần lưng Vai hở hơi thở thì có phần trầm đục. Bàn tay của anh lạnh bút, vút trên đuổi của cô, khiến cô khái sùng mình. Sao mà da của em mịn như vậy? Cô thì vẫn nằm im để ngầm thông báo là cô đã ngủ. Thế nhưng mà dây tường thì không hề dừng lại. Anh lách tay qua lớp vải mỏng ấy, rồi lướt trên cơ thể cô. Hơi thở của Hà Anh phập phòng bởi vì đã bị anh kích thích. Lúc này thì cô cũng không thể nào giả vờ được nữa. Dĩ tường thấy cô đã chịu khuất phục, Cơ thể bắt đầu phản ứng Anh hôn lên cổ của cô Rồi dần dần trượt xuống Hạ anh bật cười trước sự trêu đùa của anh Rồi thì cả hai người quấn lấy nhau như vậy giấy tường nhanh chóng tiến vào cơ thể của cô Cả ham muốn hòa quyền hai cơ thể vào nhau Cả căn phòng im mắng bỗng trông bị khơi gợi Bởi tiếng thở gấp gáp của cả hai người Dĩ An tấp xe vào lề đường Chạy vào để đón Hạ An Thì mắt chưa mồm chưa a à. Khi nhìn thấy giấy tường đang khoác vai hạ anh nói cười đi xa. Ơ, ờ, này, sao mà anh đã tìm được đến đây vậy? Di tường gó lên chán của cô rồi nhắc nhở. Anh còn chưa hỏi tôi cô đâu đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. Di An xì mặt xuống lừa manh, ngó nghiêng. Ừm, um, hạ anh đâu rồi? Hai vị mải mê hạnh phúc thấy quên cháu của tôi rồi sao? Cả hai anh và dây tường không ai bảo ai Chạy vào vào thang máy lên nhà Dì An nhìn theo lắc đầu Đấy Có nhau là quên con ngay mà Nhân viên lễ tân thì che miệng cười khúc khích Nói chuyện cùng Di An Ba của Hà An đẹp quá chị nhỉ Mà chị và anh ấy cũng giống nhau đấy Ừ Hai anh em chị đều giống ông nội Hà Anh mở cửa phòng Thì Hà An vẫn đang ôm gấu ngủ ngon lành Cô nhìn dì tường bật cười bởi vì đúng là họ đã quên mất con mà hà an ơi sẽ đi học nào con hà an ngồi dậy, rồi rồi mắt nhìn hai người trước mặt đến giờ đi học rồi con à cô Di an đón con đấy buổi chiều ba mẹ đón con chứ con muốn đi chơi như hôm qua ấy hà anh sốt dành con hôm nay ba mẹ bận rồi nên hứa chủ nhật sẽ đưa con đi chơi nhé giấy tờ nghe điện thoại của huy cường thì bỗng chốc mặt cơ xa sầm xuống, giọng của anh nghiêm trọng. Ở đâu? Đọc địa chỉ đi, tôi đến ngay. hà Anh nắm tay của anh lo lắng. Sao vậy anh? Sao mà nhìn anh căng thẳng như vậy? Là việc đột xuất của công ty thôi. Anh đi rồi buổi tối sẽ quay lại nhé. Anh ngồi xuống xoa xoa má của hà An. hà An đi học ngoan nhé. Ba đi làm đi. Cuối tuần thì ba sẽ đưa con về ông bà nội nhé. Hà Anh nhìn anh ngạc nhiên. Thế nhưng mà nghĩ anh chỉ là giúp con như vậy thôi. Nên cũng nhanh chóng bỏ qua. Anh hôn lên môi cô tạm biệt, đành rời đi. Thì bị Hà An kéo tay lại. chu cái môi xinh xinh lên. Ơ? Bà hôn mỗi mẹ thỏa. À? Không hôn tạm biệt con sao? Dĩ tường bật cười cúi xuống hôn lên môi, lên má, lên trán của con. Rồi sau đó mới rời đi. Chạy xuống sảnh. Zean kéo tay của anh. "Ê ấy, cháu em đâu? Anh đi đâu mà vội như vậy? Tìm được hung thủ sát hại nhà Hà anh rồi. Cô đi với anh không?" "Không cần anh rủ đến lần thứ hai." Zean quay sang dàn dò lấy Tân. "Bảo chị Hà anh tôi đi có việc nhé." Di tường lái xe đi nhanh ra ngoài thành đến địa chỉ Huy Cường đã nhắn. Zean nhanh chóng thay quần áo trên xe, không quay lại. Di tường chỉ cười trừ. Em định đánh nhau hay sao mà thay quần áo thế? Trên xe em lúc nào cũng có đồ sắn như vậy à? Mặc váy đến chỗ đó không hợp đâu. Nếu như có thể thì đánh một trận cũng không sao. Em cũng đã lâu không vận động tay chân rồi. Thay quần áo xong, Di An đổi thêm mũ, trào lên ghế phụ ngồi, lật gương lên. Đã xong. Anh không nhìn thấy em thay đồ đi chứ? Di Tường cười ngất. <cười> Bây giờ em lớn rồi, có như ngày bé nữa đâu hả nhóc Nhìn thấy dĩ tường Huy Cường và đồng bọn cúi đầu chào Chào phó chủ tịch Đại tiểu thư Bọn chúng đâu rồi Huy Cường hất mặt vào trong một cái kho Đang đóng cửa im mỉm Em chưa dám manh động Mỗi cho người đi kiểm tra xung quanh thôi Bọn chúng đang ngồi chơi bài trong kia Bây giờ chúng ta vào trong thôi Dĩ tường quay người cởi áo vest Và cà vạt ném lên xe anh mở cốp xe lấy ghế đánh golf, ném cho Di một cái. Vận động tay chân một chút không sao cho em gái. Di gật đầu ra hiểu đã sẵn sàng. Huy Cường, mặt thì cắt không còn giọt máu can ngăn. Ôi ôi, hai vị ơi. Để bọn em giải quyết chứ nhớ đâu hai người xước ra thịt. Thì chủ tịch giết đám chúng tôi mất đấy. Di Tường vô vai. Không sao đâu. Các cậu đừng để tên nào thoát đấy. Chuyện của nhà vợ tôi Tôi sẽ giải quyết Nói rồi thì mặc cho những ánh mắt Thâm sỉ sợ hãi Anh kéo Di An đi vào Huy Cường lệnh Đám của các cậu ra sau chặn lối đi Có tên nào đi ra thì tóm ngay Còn các cậu đi theo tôi Hỗ trợ hai người kia Nhớ là bảo vệ cho họ đấy Cả đám người vâng lệnh tàn ra Mỗi người đều cầm vũ khí trên tay Chạy lại sau hai người phía trước Di tường đạp cửa đổ dâm một phát đám người đang chơi bài giật mình nhìn lên vứt bài xuống đứng dậy đi về phía họ này các người lai mà dám xông vào đây như vậy không nói một lời cả hai anh em lao vào rồi đánh liên tục xông gây đánh góp xử lý khiến bọn chúng không kịp trở tay huy cường và đồng bọn đứng im nhìn hai anh em đánh nhau vừa hơn cả chục người phía trước mà mặt cung hoảng hốt chỉ mơi một loáng cả đám mặt mũi sưng vù Nằm bò dưới đất Còn hai người kia thì có vẻ như vẫn chưa đá tay Vẫn cứ đánh cho đến khi chúng không ngóc được cổ dậy Phản đòn nữa thì mới dừng lại Huy Cường ra lệnh cho những người cạnh mình đến Lôi cổ chúng ngồi dậy kéo ghế cho hai con người vừa đánh nhau một trận Đá tay ngồi xuống Anh mở nước đưa cho họ Hai vị uống nước đi à Huy Cường nhìn thấy tay của Di Hàn Có máu thì mặt méo sạch Đại tiểu thư giết tôi đi còn hơn ấy. Chủ tịch mà nhìn thấy tay cô thế này thì... Dĩ An xua tay. Là máu của chúng nó không phải của em. Chưa gì đã om sòm như vậy rồi. Dĩ Tường nhìn những kẻ phía trước lành lùng nói. Ai tham gia vào vụ án nhà ông Vũ Đức Dung cách đây 4 năm trước? Ra đây đi. Bọn chống sợ hai lắc đầu không nhận. Dĩ An đứng bật dậy, nắm lấy gậy góp Nhân tôi Hay là năm người hơi đất đây Chiếc gầy vừa sơ lên Thì một tên đã rối xin Đại tiểu thư tha mạng Vụ đấy tôi không tham gia thật mà Nếu như vậy thì ai là người tham gia Nếu như không chịu nhận Thì hôm nay coi như mạng của các người Đền mang cho nhà của họ đi Huy Cường đưa ảnh ba người cho sĩ tường nhìn Anh đưa mắt tìm ba kẻ có mặt trong bức ảnh Khẽ ra hiểu cho Huy Cường Đưa cho những người bên cạnh xem ảnh Họ lôi cổ ba tên trong đám ngồi trước mặt Xi si Han và Di Tường. Nào, bây giờ tớ nói hay tiếp tục đánh đây. Ai sai các người giết hại nhà họ như vậy? Anh quát lên khiến tất cả giật bắn cả mình. Mặt tên nào cũng méo sạch, sợ hãi mà không mở được miệng. Được. Vậy thì cho một đứa về gặp ông bà đi. Anh đứng dậy đành đánh tiếp thì chúng đã van xin. Chúng tôi xin khải hết. Thả mạng cho chúng tôi đi à Ngồi lại xuống ghế Anh ném cây gầy xuống Nhắc Huy Cường kia mới cho chúng khai nhận Nhìn thấy nhân viên báo Hai anh em họ đều rời đi vội vàng Thì hai anh lo lắng không yên Cô cứ đi lại trước cửa chờ đợi Gọi cho cả hai người đều không ai nghe máy Khiến cho cô lại càng sợ hãi Không còn tâm trạng để tiếp khách nữa Cô chuyển hết lệch hẹn sang cho người khác Vừa nhìn thấy xe của Di An về Cô chạy ngay đến mở cửa hai anh em đi đâu vậy sao mà em gọi không ai nghe máy thế dĩ tường chạy sang ôm vai cô an ủi có tí việc thôi bây giờ thanh đưa em đến một nơi nhưng mà nhớ là phải bình tĩnh đấy đi đâu à anh đang có chuyện gì giấu em sao anh không trả lời quay sang nói chuyện cùng Di an buổi chiều em đón hà an cho vợ chồng anh nhé anh đưa chị đến giải quyết nốt Nhìn Di An lái xe đi, Di Tường kéo tay Hà Anh lại xe mình, mở cửa cho cô lên xe. Cứ đi đi rồi thì em sẽ biết ngay thôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng là bí hiểm của Di Tường khiến cho cô cũng bồn trồn. Nhìn thấy đồn cảnh sát, Hà Anh ngơ ngác kéo tay anh. Um, anh à, nhưng mà sao chúng ta lại đến đây? Di Tường đỗ xe, quay sang Hà Anh nắm tay. Em cứ bình tĩnh ngang nói đã. Sáng nay Thành đã tìm được kẻ sát hại gia đình của em và đã giao nộp cho cảnh sát. Bây giờ em đến làm việc với cảnh sát một chút được không? Cô nhìn anh ngạc nhiên, xong nói thì hoảng loạn. Thật như vậy anh? Nhưng mà đó là ai vậy? Tại sao lại giết cả nhà của em như thế? Em bình tĩnh đi. Bây giờ vào làm việc xong ta anh xem cho em gặp hắn. Hạ anh cảm giác bước chân của mình thật nặng nề cái ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến bao nhiêu năm rồi ba mẹ của cô không nhắm mắt tưởng chừng như vụ án đã đi vào bế tắc thế mà giờ đây Di tường lại là người tìm ra hung thủ làm việc kỹ các thủ tục giấy tờ xong Hà Anh hồi hộp ngồi đợi Di tường nắm tay cô an ủi vừa nhìn thấy người xuất hiện thì mặt của Hà Anh tái nhợt thả tay Di tường ra cô lao đến nắm cổ áo kẻ vừa bước ra Tại sao lại là chú vậy? Bố mẹ của tôi, đắc tội gì mà chú lại có thể nhấn tâm như vậy? Hay là chú... Chú thật đúng là trả lại mạng sống cho bố mẹ tôi đi. Cảnh sát đành vào lôi cô ra thế nhưng mà dĩ tưởng quát lên. Đừng đồng vào vợ tôi. Anh lại gần kéo Hà Anh vào lòng, đưa mắt nhìn kẻ đối diện. Chúng ta về thôi em. Pháp luật sẽ trừng trị hắn. Hắn không xứng đem rơi nước mắt đâu. Nếu như có tình người thì hắn đã không ra tay hại chết anh chị của mình như thế. Cô gục mặt vào ngực của anh rồi khóc nấc. Dĩ tường, đỡ cô quay đi thì hắn quỳ xuống van xin. Hả anh? Chú xin lỗi. Chú đáng tội chết thế nên sẽ đền tội. Xin cháu, hãy để những người còn lại được sống yên ổn được không? Dĩ tường không cho hả anh quay lại. Anh ôm chặt lấy cô đưa đi. Vừa ra ngoài gặp bà thím khóc lóc quỳ xin khi nhìn thấy hai người. Hạ anh à? Cháu hay làm đơn giảm tôi cho chú được không vậy? Di từ không cho cô đứng lại Vân cơm ôm chặt lấy hạ anh Đưa lên xe Mặc kệ những kẻ phía sau khóc lóc vàn xin Lên xe rồi anh nắm tay cô Anh đã thực hiện những mong muốn của em Vậy nên Hãy chốt hết những chuyện không hay đi mà sống Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em Từ bây giờ Sẽ không có ai làm em buồn Hay là phải rơi nước mắt nữa Kẻ có tội thì phải chịu tội. Em không được ái náy, không được cảm thấy tội lỗi, nghe chưa? Hà Anh nhìn di tường, đầy biết ơn. Đôi mắt đấm lề mỉm cười, ôm chặt lấy anh. Em nhớ rồi. Em sẽ không nghĩ đến họ nữa. Ba mẹ em có thể yên nghỉ được rồi, phải không anh? Đúng như vậy. Ngoan, đừng rời xa anh. Sẽ không có ai dám đồng đến em đâu. Con dâu à, mà sao dạo này hai đứa trẻ nhà này đi đâu mà không thấy về ăn cơm vậy? Còn cho cả dĩ tưởng ra ở riêng rồi à? Bà Khanh mang trà cho bố chồng thưa. Sao không à, dạo này thì dĩ tưởng hình như đang tìm hiểu ai đó bà. Thằng bé gọi điện xin phép con như vậy. Còn dĩ an thì con phiền ba gọi nó về nhà thường xuyên đã. À? Từ lúc anh nó cho ở riêng thì mất hút luôn ấy. Dĩ Tường yêu ai vậy? Con có biết không? mà con chuẩn bị bữa tối đi để ba gọi chúng nó về ăn cơm nhà không có chúng nó vắng vẻ quá Dạ vâng ạ à, con sẽ chuẩn bị chú châu đang đợi ba ngoài xe để đi khám rồi à? nhận được lệnh của ông thì dĩ tường xong việc về qua trung tâm tư vấn của hà anh trước khi về nhà hà anh còn ở văn phòng không Dạ có ạ à? giám đốc vừa nói chuyện với khách hàng cuối cùng xong mà dĩ tường gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân lên tầng trên Vừa bước vào phòng Thì anh đã sán lại ôm cổ hạ Anh Công việc của em ổn chứ Hay là về làm trợ lý cho anh đi Cô mỉm cười gỡ tay của anh ra Kéo ngồi xuống ghế Chúng ta nên mỗi người một công việc rõ ràng Gặp nhau suốt ngày anh không sợ Nhanh chán sao Hơn nữa thì em yêu công việc này hơn là làm trợ lý Cho một vị sếp khó tính như anh ấy Anh gõ lên chán của cô rồi nhăn mặt nói Ừ um. Anh chỉ là muốn thấy em mỗi ngày thôi Nếu như em thích công việc này như vậy thì cứ làm Hay là anh mở rộng quy mô cho em nhé Cô lắc đầu từ chối Anh cứ để em tự đi trên đôi chân của mình đi Em sẽ tự mở rộng khi nào có thể Nhưng mà không phải là dựa vào anh Dĩ tưởng mỉm cười nhìn người con gái trước mặt Anh kéo cô ngồi lên lòng của mình Khai hít hà mùi hương trên mái tóc Tối nay anh về nhà ăn cơm nên hai mẹ con ăn với nhau nhé. Hôm nay thành sẽ thưa chuyện với ông và ba mẹ trước, rồi sắp xếp đưa em và con về nhé. Em sẽ không buồn chứ? Cô quay lại nhìn anh ô yếm. Sao em lại buồn chứ? Chỉ cần bên cạnh anh thì em vui rồi. Nếu như cả nhà không chấp nhận em thì cũng không sao cả. Em chỉ cần có anh thôi. Chắc chắn là mọi người sẽ chào đón em, vậy nên em đừng suy nghĩ gì cả. Anh sẽ cho em những gì mà em xứng đáng có được Anh kéo Hà Anh lại Hôn lên đôi mắt Vân nàng chiếu lo của cô Đừng để nỗi lo hẳn lên đôi mắt của em Trong đó chỉ nên có anh thôi hiểu chưa Hà Anh gật đầu cười Ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông điển trai chủ động hôn lên Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra Cô vẫn chưa tin được bây giờ mình đang có anh Anh đã là của cô chứ không phải là của một ai khác cả. Cô ơi, ba mẹ con đang hôn nhau. Nghe tiếng nói của Hà An thì Hà Anh vội buông dưới tường ra. Nhưng mà anh vẫn ôm cô chặt cứng trong lòng. Nhìn hai cô cháu đang đứng ở cửa, đều đưa tay che mắt. Thế nhưng mà cái tay thì vẫn hở, nhìn lén. Hà Anh đỏ mặt. À, um, hai cô cháu về rồi à? Gian kéo tay Hà An khỏi mắt, ngồi xuống thủ thị. Ê, hình như là cô cháu mình làm kỳ đà cản mũi rồi đấy. Kỳ đà cản mũi là gì à cô? Dĩ tường buộc phải lên tiếng, tự nhưng mà vẫn không buông hạ anh ra. Thì là phá đám chuyển tốt của ba mẹ đấy, bé con à. Sao mà hai cô cháu vào phòng không gõ cửa vậy? hà an vẫn chưa hiểu gì cả, nắm tay dĩ an lắc lắc. Vậy cô và con quay ra gõ cửa, là không làm kỳ đà cản mũi nữa có phải không? Cả ba nhìn nhau bật cười, dễ an chịu. Thôi, cô cháu mình đi chơi cho ba mẹ cháu làm nốt những việc giang dở đi. Hà an gật gật cái đầu tròn vo. Dạ vâng ạ. À, chúng ta đi để ba mẹ hôn nhau tiếp vậy. Dĩ An không nhìn được cười. Nhìn hai con người phía trong. Mặt thì đang đỏ rừng vì lời nói của con gái bé nhỏ. Cô lại càng đùa. Thôi, Hai anh chị cứ tiếp tục đi. Em đưa Hà An đi về nhà nhé. Ông gọi em về ăn cơm nên em sẽ mang con bé về khoai luôn. Hà anh nghe như thế đứng bật dậy, chạy lại nắm tay Di An. Ấy, đừng em à. Để anh dĩ tường nói chuyện với ông bà và ba mẹ trước đã. Di An nhìn dĩ tường thấy anh ra hiểu gật đầu thì đồng ý. Dĩ tường đứng lên ra khỏi chỗ, kéo Hà Anh lại gần. Từ hôm nay con gái của ba đi học có ngoan không vậy? Tối nay Ba và cô An đi có việc Nên con ăn cùng mẹ ngoan nhé Ba sẽ sớm đưa con về thăm cô và ông bà Hà An ôm lấy cổ của anh Ừ Ba hứa đi nhé <laughs> Được rồi Ba hứa mà Sau khi có điện thoại dục của mẹ Hai anh em nhanh chóng rời khỏi nhà Hà Anh về nhà Ngồi trên xe Di An nhắc nhở anh Anh lừa lời nói với mọi người nhé có gì thì em sẽ nói chuyện với ông Chỉ cần ông lệnh thì không ai dám cái đâu Không ai đồng ý thì anh Vân sẽ cưới hạ anh Và ra đi với bàn tay trắng Dì An dối đầu của anh Đồ hầm này Em sẽ giúp anh lấy được chị ấy Lúc đó thì nhớ trả công hầu hình đấy Dì Tường gật đầu cười Nhìn ánh mắt lém lệnh của Dì An Mà không biết là nó định bày trò gì đây Sau bữa ăn Cả nhà ngồi uống trà Dĩ tường căng thẳng pha một chút hồi hộp lên tiếng. Thưa ông, thưa ba mẹ, con muốn kết hôn. Dĩ an uống trà ho sặc sủa, cả sáu con mắt còn lại nhìn anh như sinh vật lạ. Mẹ là người vui nhất. Ôi, thế tất đà con, con muốn kết hôn với ai? Đưa về đây cho mẹ xem mắt nào. Ba thì bỏ chén trà xuống trầm tính. Con có yêu người ta không? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Dĩ tường khẳng định ánh mắt thì hào hứng. Con yêu. Rất yêu cô ấy thế nên con muốn được kết hôn ngay. Ông và ba mẹ xem ngài cho con được không ạ? À? Càng sớm càng tốt. Ông muốn hết chén trà rồi mới lên tiếng. Nếu như con yêu thì cưới cũng được. Miễn là con bé ngoan ngoan. Nhưng mà cũng không thể nào nói cưới là cưới ngay được. Phải sắp xếp đưa con bé về đây đã rồi tính. Dê An thì nhanh nhỏ nói Ôi Anh mà tròn thì con tin chị ấy là người tuyệt vời ông mà Mẹ có con dâu rồi Sẽ không dục con lấy chồng nữa Con ủng hộ anh lấy vợ ngay và luôn Mẹ lườm di -sí An Anh là anh mà con là con Ế ẩm lắm rồi đấy nhá Nói rồi thì mẹ lại quay sang Di tường Tụi con sắp xếp Mang người con đính cưới về đây đi Ra mắt xong đã Rồi thì mẹ sẽ đi xem ngày Cuối cùng thì nó cũng chịu lấy vợ rồi. Dù hơi gấp nhưng mà cũng không sao. Ông nội đứng lên đi về phòng. Cứ mang con bé về đây rồi tính tiêm. Dĩ An ruột cổ nhìn dĩ tường. Cô xin phép bố mẹ kéo anh lên phòng đóng chặt cửa lại. Tại anh đã hỏi chị chưa? Mà đòi ba mẹ cưới như vậy? Hơn nữa nếu như cả nhà biết làm chị Hà Anh thì liệu có đồng ý không đấy? Không cho anh cũng cưới anh nợ cô ấy một cuộc sống gia đình Dù không được phép Anh vẫn sẽ cưới Dê An gật gật ngồi xuống cạnh anh Anh à Em có cách này đảm bảo Ông và bố mẹ sẽ cho anh cưới ngay lập tức Anh nhìn Dê An không tin Nhưng mà thấy em Phẩy tay lại gần để nghe kế hoạch Dê An bày ra Thế liệu co thành công không? Chắc chắn Nếu như em làm được Thì anh mất gì với em nào? Một cái đồng hồ tùy tròn không giới hạn giá trị. Ok, chút kèo. Dĩ tưởng xong việc rời khỏi nhà thì bề mai chặn lại. Này, con đi đâu giờ này vậy? Thế mà con muốn có con dâu không vậy? Con đi hẹn hò với cô ấy. Đi qua đêm chứ. Dĩ tường gật đầu xác nhận. Đôi mắt của mẹ sáng rực đồng ý đưa anh đi ngay mà không giữ chân nữa. Vừa lên xe anh gọi ngay cho Hà Anh Em đợi anh nhé Bây giờ thay anh qua chỗ hai mẹ con Hà Anh tắt điện thoại mỉm cười hạnh phúc Nhìn Hà An đang ôm gấu ngủ ngon lành Cuối xuống hôn lên đôi má phúng phánh của con Mời lặng le xuống tầng 1 để đón dí tường Cô trốn sau cánh cửa Thả tóc xuống tắt điện tối om Ngồi chờ đợi Khi dí tường vừa mở cửa bước vào Thì cô lại bật ánh điện lập lè Để hù xoa anh Dây tường đứng im bất động Dù tối nhưng mà anh vẫn nhận ra trò đùa của cô Nhờ mùi hương trên người của Hà Anh dây tường cũng giả vờ sợ hãi rồi hét lên Ôi Hạ Anh Nhà có ma này Cứu anh với Rồi thằng chạy veo ra phía sau ôm chầm lấy con ma nhấc lên đi vào thang máy Hạ Anh biết là bị lộ Thế nên cười như nắc nẻ Hét lên <laughs> Thôi thả em xuống đi Anh không biết sợ là gì à Ôi, vớ được con ma xanh quá, bắt luôn để thịt thôi. Sao phải sợ chứ? Cô làm mặt dần dối, khoanh tay quay mặt đi không nói chuyện. Ơ hay nhỉ? Em bày cho, bây giờ dần ngược lại anh à? Cô thì vẫn cứ vành mặt lên không thèm nói, thang máy mở ra, cô dầm chân đi về phòng. Dĩ tường tháo đồng hồ để lên bàn, ngồi xuống bên cạnh rồi rốt rành. Hả anh này, Chủ nhật chúng ta về ra mắt gia đình của anh nhé. Hà anh cũng quên luôn, giận dối, xong nói trở nên lo lắng. Uhm, thôi, em sợ lắm. Để thời gian nữa được không anh? Anh bá vai cô rồi đồng viên. Nhìn ông và mẹ như vậy thôi, nhưng mà đều rất tốt. Anh sẽ giải thích để cả nhà hiểu. Hơn nữa thì anh muốn cưới rồi. Em bắt anh đợi đến bao giờ đây? Nhưng mà... Vậy thì cho em tuần sau đi. Em lấy tinh thần đã. Di tường mỉm cười gật đầu. Nếu như vậy thì chủ nhật này cho anh đưa Hà An về trước nhé. Anh cũng muốn thuyết phục mọi người để cho em thoải mái trước. Làm như vậy có được không anh? Em yên tâm đi. Có Di An giúp thì em chắc chắn sẽ thành công. Anh và con bé lên kế hoạch cả rồi. Nhìn điều bộ của Di tường cô cũng phỉ cười. Anh em nhà anh ấy Đúng là lắm trò thật Anh cho con về cũng được Mà nhớ để ý đừng để con nghịch linh tinh đi nhá Tuân lệnh bà xã Hà Anh dựa vào người của anh cười hạnh phúc Nếu như đây là giấc mơ Thì em sẽ mong mình đừng thức giấc Đây là sự thật Em là của anh Chúng ta sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc được không? Con nằm mơ thì em cũng không nghĩ con ngày anh là của em đâu. Bây giờ thì em có thể tự do so thể hiện tình cảm của mình với anh rồi. Anh nâng mặt của cô lên đặt lên đôi môi ngọt ấm nụ hôn dịu sàng. Họ nhanh chóng cuốn lấy nhau, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào, tưởng chừng như đã đánh mất. Dĩ An, đưa Hà An cho Dĩ Tường bế rồi sẵn. Anh đợi em ngoài này nhớ chưa? Khi nào em gọi thì vào. Nếu như qua cửa ải của ông thì 100% là thắng. Dĩ Tường gật đầu tin tưởng em gái. Trước khi xuống xe, Dian nừng má của Hà An rồi hôn chuột lên môi của con bé. Vừa vào sân, Dian đã gọi to. Ông ơi, ông đang ở đâu vậy? Thế con làm cái gì mà hét to như vậy? Ông già này đã điếc đâu? Dian nhìn xung quanh. Um, ba mẹ của con đâu ông? Ông không do so lắm, hình như đi thăm bạn bè gì đó ấy. -an tỏ vẻ bí mật, kéo tay của ông đi xa vườn. Từ từ đã nào Sao mà con kéo ông nhanh như vậy Còn có chuyện này muốn nói ông nghe đây Khi ông đã yên vị trên ghế Dĩ lon ton pha trà Rồi sau đó Mời ông ngồi xuống bên cạnh xoa so bóp chân cho ông thủ thị kể chuyện Về một đôi tình nhân yêu nhau Nhưng mà vì hoàn cảnh nên không đến được với nhau Bây giờ thì họ đã có con Nhưng mà vẫn không được chấp nhận Nên vô cùng đau khổ Kết thúc câu chuyện thì Dĩ nhìn ông rồi giả vờ thở dài Ông à Thế ông bây giờ con cần làm gì để giúp đỡ họ đấy Vậy cậu ta đã ly hôn vợ chưa Cô tỏ ra buồn rầu thương xót ra dạ rồi à Họ đã xa nhau tận 3 năm đi ông à Vậy thì con bỏ họ cứ lấy nhau thôi Gia đình có sống cùng cả đời đâu Mà cứ đưa con về Chắc gia đình cậu ta sẽ đồng ý thôi Giê-an biết ông đã cắn câu thế nên bật người đứng dậy. Thêm để cháu, chồng xem con bé nhé. ơi, nó đáng yêu lắm ý. Thôi con muốn trẻ con thì lấy chồng đi. Sao lại mượn con nhà người ta về vậy? Giê-an chạy tót ra ngoài nói vòng vào. Tổng cứ nhìn nó đi rồi sẽ biết ngay. Vây tay dây tường, nhắc anh bế Hà An đi vào. Con bé sợ hãi nhìn căn biệt thư rồng lớn, ôm chặt lấy cổ của dây tường. Ông nội vừa nhìn thấy giấy tường bê đứa bé thì rơi cả cốc trà. Đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào nó, khiến con bé sợ hãi, gục đầu vào vai của anh. "Zean, chuyện này là sao vậy? Con, có con từ bao giờ thế? Tại sao lại dám ăn cơm trước cảng như vậy? Zean nhìn ông rồi xông, vội chạy tót đến dìu ông ra sân. Ấy ông mà, con bé không phải là con gái con đâu. Con đã yêu ai đâu mà lại có con đứa? Thì, thì, thì tại sao đứa trẻ này giống con như đúc? Cứ như là hai giọt nước vậy. Con nói đi. Con gây ra tội gì rồi sao? Dĩ tưởng ông chặt Hà An đồng viên rồi bình tĩnh nói. Ông à, đứa bé này không phải là con của Dĩ An, mà là con gái của con. Ông đứng không vững nhìn Dĩ An. Ông à, đó là con gái của anh. Và người mà anh muốn kết hôn đấy à Câu chuyện mà con vừa kể là của anh và chị ấy Ông đã có chăn rồi đấy Thế nên hãy bỏ qua cho họ đi à Dì An lại gần Chia tay ra bế Hà An Con bé thì vẫn cứ sợ bám chặt lấy cô Hà An à Chào cô đi con Cô yêu con như ba mẹ và cô yêu con vậy đấy Con bé sợ sệt Thế nhưng mà vẫn khoanh tay chào Ông nổi đi lại gần Nhìn Hà An không chớp mắt rồi lại nhìn dì An con bé giống hệt con vậy. An à, sao mà con dĩ tường lại giống cô của nó như vậy? Ông chia tay ra trước mặt của Hà An. Thế để cô bé con một lát nhé. Giê-an đồng viên Hà An cho cô bé nên con bé cũng chia tay ra theo. Ông nội bé luôn vào nhà lấy bánh cho Hà An ăn. Ôi, cháu cô đang yêu quá. Mà sao lại giống giê như vậy chứ? Nó nhìn cô cười Ăn bánh ngon lành rồi lại còn mời lại Cô ăn bánh đi à Con có thể lấy phần cho mẹ được không à Bánh ngon quá Ông xoa đầu của nó gật đầu đám Thế sao mẹ của con hôm nay không đến đây vậy Ngày mai thì bảo mẹ về đây gặp cô nhé Dạ vâng ạ à. Thế có chuyện gì mà cả nhà cười nói rôm rả như vậy Ba mẹ khoác tay nhau vào nhà Nhìn thấy Hà An thì cả hai đứng bất động Mắt miệng cứ há ra ngạc nhìn. Hà An sợ ngột tót vào lòng của cô giấu mặt đi. Mẹ của cô thì sông tận ông lắp bắp không nói nên lời. Cái đứa trẻ này, sao lại giống Di An như vậy à bác? Mẹ quay sang nhìn Di An lao đến đánh đánh cô thì đã bị Di Tường ôm lại. Nhưng mà miệng thì vẫn cứ gạo lên. Di An, con nói đi. chuyện này là sao vậy? Tại sao chưa chồng đã có con như vậy? dì an thì sợ không sợ cười nhìn ông cầu cứu không phải là con của Di an đâu là con Di tường đấy bố cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà vừa gặp con bé mà nghe đến đây thì ngừng lại nhìn dì tường chằm chằm anh cũng gật đầu xác nhận Mẹ thì vẫn dường như không tin con giấu con bé ở đâu mà lớn như thế này mới mang về nhà vậy nhưng mà có đúng là con của con không đấy Zean An thở dài lắc đầu ngao ngán Bước sang ngồi cạnh Hà An dí sát mặt vào mặt của cháu Nào Thế mày nhìn đi Có cần phải xét nghiệm ADN gì nữa không Không phải cháu của mẹ Mà con bé giống con gái của mẹ đến như vậy sao Ba lúc này cũng lên tiếng Thế bà đeo kính vào đi Nó giống Dĩ như hai giọt nước thế kìa Chắc chắn máu mủ nhà mình rồi Mẹ lại gần Hà An Sơ tay sờ sờ lên mặt con bé để xác nhận. Ừ đúng thật đấy. Sao mà nó lại giống hết dĩ An mà lại không giống dĩ tường vậy Hà An phủm phiều. Không. Con giống ba tường mơ sinh gái không giống cô dĩ An xấu gái. dĩ An trợn mắt lên. Này. Con xấu gái thì có đấy. Giống ai mà xấu gái thế? Thật à? Vậy thì con lại giống cô rồi. <laughs> Sống cô thì lại sinh gái đấy Vậy con lại sinh giống ba con Cả nhà bật cười Dì An nhắc Hà An Con chào ông nội đi Cả bà nội nữa Mà cô đỡ con bé bế lên nhìn ngắm mái Ôi thì đúng là cháu nhà mình rồi Cái nốt rồi này cũng giống Dì An này Thế mà nó đâu Đưa con bé về đây đi Ông nổi lên tiếng Cháu dâu chính là cô gái mà dây tường đã cặp bồ mấy năm trước đấy. Nhưng mà chuyện đã qua rồi, nên chúng ta cũng bỏ qua đi. Lại thêm một lần nữa, mẹ cảm thấy sống. Hà An sợ mặt của mẹ hỏi thăm, khi thấy mặt của bà cứ đỏ bừng bừng lên như vậy. Bà làm sao vậy ạ? À? Bà không thích mẹ con sao ạ? À? Mẹ giật mình nhìn con bé cười trừ giấu đi cảm xúc. À, không phải đâu, bà thích chứ, Bà thích cả Hà An sinh gái nữa. Mẹ đưa mắt lườm dĩ tường cháy cả mặt. Nhưng mà anh không hề để ý. Bởi vì chắc chắn ông đã đồng ý thì mẹ cũng phải đồng ý. Ông hắng dòng lên tiếng. Thôi được rồi. Ngày mai con dô xem chuẩn bị cho dĩ tường đưa mẹ của Hà An về đây. Rồi thì hai mẹ con đi xem ngày cưới đi. Có con rồi thì cũng phải cưới cho con bé đỡ thiệt thòi. Nhà mình cũng đón cháu về nữa. Mấy năm nay hai mẹ con của nó Cũng vất vả lắm rồi Di Tường vui ra mặt Rối rít cảm ơn ông Mẹ nhìn Hà An xong quay ra đồng ý Ba thì gật gù ngồi xuống bàn Thôi Hôm nay thì Hà An đến đây rồi Mọi hiểu nhầm đã hóa giải Thì Di Tường đi đón mẹ con bé đến đây đi Tối nay chúng ta ăn tối rồi gặp mặt nhau luôn nhé Để xem ngày rồi Ba mẹ sang nhà người ta thưa truyền nữa Di An nhanh nhỏ nói Ừ, ba mẹ của chị ấy mất rồi bà Bây giờ chị ấy chỉ còn em trai Đang học năm ba đại học ở Pháp thôi à Bà nhìn dĩ tường xác nhận rồi lại trầm tính nói Vậy thì bà chuẩn bị thêm đồ thắp hương Sang tuần bà với tôi ra mộ ba mẹ con bé Thắp nén nhang xin phép Nếu như vậy thì tổ chức cưới cũng không quá cầu kỳ lê nghĩa nữa Dĩ tường vâng xả đi ngay Há nở lại chơi với cô và ông bà Dĩ tường phải đồng viên làm tư tưởng tinh thần mãi thì Hà Anh mới đủ quyết tâm đi. Cô chọn lựa quần áo, bắt đành phải ngắm cho vừa mắt rồi mới mặc. Khi đã trang điểm nhẹ, buộc tóc gọn gàng, chuẩn bị ra khỏi nhà mà chân của cô vẫn cứ run không thể nào bước nổi. Dĩ tưởng lại gần, ôm cô đồng viên. Có anh ở đây rồi thế nên không phải lo. Hơn nữa thì em còn có Di An và Hà An hậu thuẫn nữa. Vì Hà An giống Di An quá nên ông nội đồng ý nhận em làm cháu dâu rồi. Sao mà em sinh con giỏi như vậy? <laughs> em cũng không biết vì sao con lại giống cô như vậy. Chắc là tại ba và mẹ đều yêu cô ấy nên lây sang con đấy. Dĩ tường gật gù, kéo Hà Anh ra khỏi nhà. Anh đưa cô qua cửa hàng hoa quả mua đồ. Hà Anh thì từ tay lựa từng loại quả tỉ mỉ, mời cho đóng gói vào giỏ. Đã đến tận cổng nhà thế nhưng mà Hà anh vẫn cứ sợ. Cứ níu tay dưới tường, mặt thì hồi hộp không yên. Lái xe vào sân mà Hà Anh vẫn cứ ngồi im, tay chân run rẩy. Dĩ tường mở cửa xe, nắm lấy tay của cô. <laughs> Hãy là anh bế em xuống nhé. Một lấy anh thì phải tự tin lên. Dĩ An ở trên phòng thỏ cổ xuống rồi hét to. Ôi! ông ơi, ba mẹ ơi, anh chỉ về rồi. Hà Anh nghe gọi là càng run, Cô cứ nắm chặt tay anh Đi khép nép phía sau Ông nội bước ra bế theo Hà An hai đứa vào nhà đi Hà Anh cúi đầu chào Cháu chào chủ tịch cả à. Ông xua tay lắc đầu Về nhà Thì ông là ông thôi Đừng có gọi như vậy Hà An thì cứ cười toe toét Sờ sâu vào tóc trắng của cổ rồi nghịch ngợm Hà Anh nhắc con Hà An Như vậy là hư đấy ông xua tay nhắc không sao dê an thì chạy vào từ trên phòng xuống tay thì vân cầm bánh ăn chào chị sâu eo ôi hôm nay chị xinh thế nhở hai anh đỏ mặt tay thì vân níu lên dĩ tường hai đứa ngồi đi cứ đứng ở đấy làm gì thế ba đi cùng với mẹ xuống khá nhắc nhở hai anh buông tay dĩ tường rồi chào con chào hai bác à con xin lỗi bởi vì bây giờ mới đến chào ông và hai bác Bố xua tay nói Ngồi đi, không cần khách sáo như vậy Ba ngày nói con cũng mới từ Pháp trở về mà Hạ Anh vâng dạ Ngồi cạnh sĩ tường mà tay chân của cô mồ hôi cứ túa ra như tắm Cả nhà của anh ai nét mặt cũng nghiêm nghỉ lại càng khiến cô run dậy Di An ngồi xuống cạnh mẹ Lấy hoa quả ăn Giả vờ thở dài Ừ um, Thế bà không chào đón con dâu của mẹ sao nếu tôi mà không chào đón thì con đưa chị và Hà An về vậy. Bà quay sang dưới đầu cô khét lườm. Còn con nữa. Con gái còn nữa. Giữ thể diện con lấy chồng. Cứ tưng tưng như vậy ai thèm lấy. Sao mà mẹ cứ nhắc lấy chồng mãi như vậy? Đã như thế, con không yêu không lấy nữa. Cô quay sang chia tay gọi Hà An. Tụi cô cháu mình ra vườn hái quả đi. Nhà cô nhiều quả ngon lắm đấy. Hà An, Tết miệng cười Nắm tay Di An đi ra vườn Chỉ một lát Vườn cây te tua Tiếng hét cười trói tay của hai cô cháu Làm cho mẹ lắc đầu chào thua Hạ Anh được Di Tường dắt đi thăm quanh Rồi sau đó đợi ăn tối Cô muốn xuống giúp bác giúp việc chuẩn bị cho nhanh Tại nhưng mà mẹ Di Tường không cho Bà nhắc sau này về làm sâu muốn nấu hay làm gì thì sẽ làm sau Sao mà phòng của anh giống như vậy Bảo sao mà anh chê nhà em lần đầu đến ấy. Anh cũng không hiểu sao mình có thể bước vào căn nhà bé xíu như vậy Cô nhìn anh rồi trêu Còn ăn thì chủ nhà ở đó nữa cơ mà Dư tưởng kéo cô vào lòng thế Em cứ nói thanh lại thèm rồi đấy Hay là tranh thủ nhá Anh cúi xuống hôn thế nhưng mà anh sợ hãi đẩy ra Lùi lại để rời xa người đàn ông trước mặt Bởi vì cô sợ người khác nhìn thấy Thế nhưng mà anh thì không nhân nhường cứ sán lại gần. Khi lưng đã tựa vào tường, hà anh van xin. Này, hôm nay là lần đầu em về ra mắt đấy. Giữ thể diện cho em đi. Em hứa buổi tối sẽ bù nhá. Dĩ tường nâng mặt của cô lên rồi cười lớn. Thế cho em nở đấy. Nhưng mà hôn thì không nhìn được đâu. Nói rồi thì anh áp môi của mình xuống, bám lấy môi cô không cho Hà Anh có cơ hội phản đối. Anh chị ơi, xuống ăn cơm. Nghe tiếng dưới hàn gọi, hai anh vội vàng để anh ra chành lại quần áo vì tay của anh làm cho sụp sạch. Anh đúng thật là. Dĩ tướng mỉm cười, nắm tay của cô đi xuống phòng ăn. Anh giàn giò. Bữa ăn nhà anh sẽ không nói chuyện thế nên em cứ mời xong rồi ăn nhé. Cô gật đầu, nói là mình đã nhớ. Anh yên tâm dẫn cô xuống. Hai anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ và ba dĩ tường đang cùng nhau xếp bàn ăn. Bà của anh luôn nhìn mẹ anh ngồi yếm và tranh làm hồ bà. Hà Anh thả tay dĩ tường ra, rồi cũng đến sắp xếp, nhưng lại bị mẹ anh từ chối. Con cứ ngồi xuống đi, để hai bác làm. Sau này dĩ tường nó có bận đến đâu thì về nhà vẫn phải giúp đỡ con. Hôm nay là khách nên cứ ngồi đi. Cô đứng ngây người nhìn mà cảm thấy chân tay thừa thái. Dĩ tường kéo cô lại, rồi anh thủ thỉ. Em cứ để ba mẹ làm Đấy là cách họ thể hiện tình yêu với nhau đấy Về nhà anh Em sẽ thấy ghen tỉ với cách ba triệu mẹ Mà nhớ đừng bắt anh giống bà nhé Anh chịu đấy Cô mỉm cười. cười, Em sẽ chăm sóc anh Thế nên yên tâm đi Chỉ cần anh cứ như bây giờ Thì em mát nguyện rồi Di Hàn bế Hà An ngồi vào ghế của trẻ con Hà Anh ngạc nhiên Ôi Em lấy đâu ra cái ghế này vậy <laughs> thiếu gì đâu chị Em alo cái thì sau vài phút có ngay Cháu của em ở đây từ sáng Nên nó cần cái gì thì có cái đó Phòng của nó ngày mai em sẽ cho người trang trí Dì An Lo việc đó cho ông nhé Hà An cần gì thì bảo vương ông vào phòng ăn ngồi chính giữa Ba mẹ của anh ngồi đối diện với Hà Anh và Dĩ Còn Hà An và Dĩ An ngồi cạnh nhau Bang giúp việc Cũng ngồi ăn cơm cùng với cả nhà Suốt cả bữa ăn Mọi người đều im lặng ăn Không ai nói một lời nào cả Hà Anh thì cũng chỉ biết ngồi ăn từ tốn Thì thoảng thì Di Tường lại đá chân cô nhăn ăn nhiều Chỉ có Hà An là phá lệ Thỉnh thoảng lên tiếng đòi cái này cái khác của dĩ An Kết thúc bữa ăn Hà Anh nhanh tay dọn bát Thế nhưng mà bác giúp việc ngăn lại Cô cứ nghỉ ngơi đi à Đây là việc của tôi Cô chuẩn bị trà và hoa quả mang lên phòng mời chủ tịch vâng bà đi à hà anh vâng lời theo hướng dẫn của bác cô đã pha được trà và gọt xong hoa quả mang lên cả nhà đã ngồi nói chuyện xôm xả khác hẳn với lúc ăn cơm con mời ông và hai bác dùng trà dây tường kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh rót trà mời ông và ba mẹ ông uống trà từ tốn rồi nói Thế hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới còn những việc khác có ba mẹ cháu lo Dĩ tường công cho người thay lại đồ nội thất mới phòng cháu đi. Mà nếu như phòng ấy chật quá thì lên tầng trên phòng rộng hơn. Dĩ tường đưa hoa quả cho Hà Anh chiêu đùa. Cô ấy đang bảo con muốn phòng nhỏ hơn. Thế bông lại bảo chuyện phòng lớn hơn thì con cứ mấy vợ ở cho hết đấy. Hà Anh nhíu mày, bóp chặt tay của anh trong tay của mình nhắc nhở. Mẹ của anh đã dịu dàng hơn chứ không còn nhìn thấy sự khó tính như lần đầu tiên Hà Anh gặp nữa. Hôm nay thì hai mẹ con ở lại đây. Sáng ngày mai, mẹ với con đi mua đồ để thăm mộ ba mẹ con và đi xem ngày cưới luôn nhé. Hà Anh hơi ngạc nhiên trước đề nghị ở lại, nhưng mà cũng không tiền từ chối nên vâng giả nghe theo. Bà Anh nhắc Hà Anh ngồi vào lòng, xoa xoa đầu con bé dỗ dành. Hà Anh chưa có phòng thì hôm nay ngủ với ông bà nhé. Chẳng biết có hiểu gì không, tất nhiên mà nó nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hà Anh này, sự biến mất không dấu vết của cháu Có phải là liên quan đến Di An không vậy Dĩ An Đang ăn hoa quả Nghe ông hỏi thì ngàn ứ nơi cổ họng Mặt đỏ lên cố gắng nút nốt miếng quả đang ăn Vào ruột rồi giải thích Nếu như không có con thì sao Ông có chắc Mà anh trai con lại thoát đế được Con nên được thưởng thay vì trách phạt đấy Hóa ra là do con thật Con dám qua mặt cả nhà mà còn đòi thưởng sao? Dĩ tường nhìn em chằm chằm Hóa ra Hà Anh đi được Mà lại mất dấu hoàn toàn là do dây An Anh hắng giọng Có lẽ em ấy nên bị phạt đâu mà Nó biết vợ con bỏ đi Mà giam giấu đi tận 3 năm như vậy Mặc kệ anh trai của nó khốn đốn Cái tội này của nó thì nặng quá Hà Anh nắm tay của anh Rồi lắc đầu nói Không phải tại dây An đâu Là bởi vì em đã nhờ con bé đấy Còn còn chưa trả ơn cho em nữa nên ông và anh đừng phạt xem ấy cả. Jane tường nắm tay của cô rồi cười. <cười> chưa gì mà chị dâu đã bênh em chồng rồi. em yên tâm đi, nhà này chỉ có nó đồng đến mọi người chứ ai mà dám đồng đến nó. nhìn như vậy thôi chứ no thủ sai lắm đấy. không cẩn thận nó đánh cho nhập viện đấy. cả nhà cười lớn. Jane giơ tay lên xòa anh, mẹ thì nắm tay bỏ xuống. Bà thấy đúng thật là sai lầm bởi vì đã cho con học võ Giàn à. Con gái gì mà suốt ngày đồng tay đồng chân như vậy. Ba thì lại trêu đùa. Sau này thì ai lấy nó không cẩn thận chắc là vào viện suốt ngày quá. Ông uống trà và ăn hoa quả xong thì đứng dậy về phòng. Tất cả giải tán, ai về phòng của người ấy. Giàn thì không ở lại mà lấy xe đi về căn hộ của mình. Hà anh tiến cô ra xe. Sao muộn rồi em không ở lại thế? <laughs> Em yêu tự do chị ơi Tự do muôn năm Thế thôi em về đây Hai anh chị nghỉ sớm đi nhé Ngày mai thì chị đi theo mẹ sẽ mệt đấy Vậy nên đêm nay hoạt động vừa phải thôi đấy Hà anh đỏ mặt Nhăn xe hàn về không muộn quá Dĩ tưởng sao con cho ba mẹ xong Thì kéo Hà anh về phòng Anh làm cái gì mà cứ nhằng lên vậy Để em giúp con ngủ đã Không cần đâu Mẹ đang du con ngủ rồi ở đây thì em chỉ việc yêu anh Sinh con cho anh Còn việc khác sẽ có người lo Không cho cô cái lại Anh đã khóa môi cô bằng nụ hôn chậm rãi Nhưng mà có sức cuốn mê mệt Hạ anh cứ bị xoáy vào nó Rồi mặc nhìn thưởng thức nụ hôn dài sâu Cảm nhận từng hơi thở dịu dàng của anh Chúng ta sẽ sinh con thêm Nên em phải chịu khó cùng anh tạo em bé đi chứ Hai anh cười khi anh đang cố gắng nành để có được thứ mà mình muốn. Chúng ta chưa tắm đâu đấy. Hoán lại đi, lát nữa rồi tạo em bé sau vậy. Di tường cười rồi bế cô vào nhà tắm. Không dùng bồn tắm mà anh mở vòi hoa sen kéo Hà Anh đứng vào. Rồi thì hai người lại có những giây phút ngọt ngào bên nhau như vậy. Hà Anh lúc này nhìn ánh mắt của anh, gợi tình biết bao. Rồi thì suy tường cũng cuốn lấy cô như thế. Cơ thể của cả hai ướt sống, nhưng mà không hề làm giảm đi hưng phấn và hơi nóng, đang muốn đốt cháy cả hai người. Dây tường đặt bái đi ý mà cô không hề hay biết Để đến tận lúc đi Anh mới đến đưa đi như bị bắt cóc vậy Ê Em phải chuẩn bị đồ đã Không cần mang gì cả đâu Sang đấy anh đem đi mua Nhanh lên cả muộn sợ bay đấy Hạ anh nắm tay của anh đi nhanh ra ngoài Trước những ánh mắt ngơ ngác Ngạc nhiên của nhân viên Khoác tàng đi vào cổng trường đại học cũ Cô vẫn không hình dung nổi Một ngày sẽ quay lại cùng người cô yêu Hồi ấy sao anh không quan tâm đến thế sự vậy Rõ là làm cho em bị thương Mà không thăm non Hỏi thăm lấy một câu gì cả Thế nên bây giờ phải bồi thường Bằng cả cuộc đời còn lại đấy Mà có vẻ như là trả giá hơi đắt đấy Cô ngước mắt nhìn anh Nụ cười chẳng tắt được từ ngày gặp lại Trời lành, côm ôm chặt lấy anh, khoa cả chiếc áo choàng anh đang mặc lên người của mình. Sau khi chụp ảnh cưới, anh đưa cô đi khắp Milan, đến những nơi mà dù đã học ở đây, nhưng mà cô cũng chưa từng đặt chân đến. Lành như thế này ăn kem thì mới thích nhỉ? Qua nhà thờ ăn kem đi. Em nghe nói ở đó kem rất ngon đấy. Dĩ tường gật đầu chiều theo ý muốn của cô. Điều một kem quay lại, không thấy Hà Anh đâu. Anh hơi hoảng. Hà Anh, Em đâu rồi? Nhìn Thành cứ sao xác đi tìm, khuôn mặt thì bắt đầu lo lắng. Hai anh giòn xén bước lại phía sau ôm chầm lấy anh. <laughs> em ở đây mà. Dê tường quay lại dần dối. Em đi đâu vậy? Lại muốn do anh sợ chết à? Cô bám của anh kéo xuống, hôn lên đôi môi lành ngắt, nụ hôn của gió. Tha em có dài gì đâu, mà để cho anh, cho người khác hưởng à? Em sẽ không ngu ngốc một lần nữa đâu. Cô cầm lấy cây kem trên tay của anh, khoác anh đến ghế ngồi ăn, ngắm nhìn nhà thờ lấp lánh ránh hoàng hôn. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời, phải không anh? Em sẽ chăm sóc anh, bù đắp những gì đã gây ra. Em hứa sẽ làm người vợ tốt, nên anh sẽ không hối hận khi lấy em chứ. Dĩ tường xoa đầu của cô cười, nắm tay cô cho vào tuổi áo của mình. Hà anh giật mình lôi ra vật nằm trong đó, Hết ngắm nhìn nó Rồi lại nhìn anh xúc động Dây tường cầm lấy chiếc nhẫn Anh đã mua nó ngay khi trở về chi nhánh Nhưng mà em đã bỏ đi mất Bây giờ thì em sẽ nhận nó chứ Có lẽ chờ đợi em là điều điên rồ nhất Anh từng làm Nhưng mà chưa từng hối hận Nên dù em không đồng ý Anh sẽ vẫn cưới em cho bằng được Hà anh mỉm cười Giọt nước mắt hạnh phúc nóng hồi rơi trên má Chia tay trước mặt của anh anh đau nhấn cho em đi Em đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi đấy Lồng nhấn vào tay của Hà Anh Di Tường kéo cô vào lòng Hôn lên chán dịu dàng Hà Anh Anh yêu em Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh Cô ôm chặt lấy anh Gật đầu liên tục Em cũng yêu anh Rất nhiều Cảm ơn anh vì đã yêu em Ánh nắng buổi chiều yếu ớt sắp tắt Hơi lành dần chiếm lấy xung quanh Nhưng mà hai con người Hai trái tim ấm áp Vẫn đứng tại một chỗ với người mình yêu Vừa trở về từ Ý Gian lôi ngài Hà Anh đi spa Mà không cho làm việc Để chuẩn bị cho đám cưới Mẹ chồng thì hôm tất cả mọi việc Không cho cô làm bất kỳ điều gì cả Hà An thì cứ xoắn lấy cổ với ông nội Di tường thì bận việc ở tập đoàn đến tận ngày cưới cả nhà thì cứ náo nhiệt từ sáng đến tối, mà bận rộn hơn cả, bởi vì cái gì thì bà cũng nhận làm mà không yên tâm giao cho người khác. Hà An và Di Hàn sẽ cùng làm phù dâu sau khi đã có Trần cái nhau nảy lửa. Từ sáng sớm mà đã gọi tất cả dậy chuẩn bị dù tận 10 giờ mới đến giờ tổ chức. Di An thì ngái ngủ bế Hà An đi chuẩn bị thay đồ, Di Tường thì cứ đi ra đi vào, đòi đi đón Hà Anh sớm hơn. Nhưng bề mẹ cấm vần không cho gặp cô dâu trước giờ làm lễ. Bởi vì ba mẹ cô dâu không còn thế nên ba chú rể sẽ dẫn cô dâu vào lễ đường. Nhìn thấy Hà Anh, dây tường cứ đứng ngây ra cho đến khi bị ba nhắc nhở mà nắm lấy tay của Hà Anh làm lễ. Đứng cạnh dây tường rồi, đeo nhân cưới rồi, làm đủ các thủ tục, thế mà Hà Anh vẫn nghĩ là mình đang mơ. Dây tường lau nước mắt cho cô bằng nụ hôn chứa đầy yêu thương trong tiếng vỗ tay rầm rầm của quan khách bên dưới. Người cười nhiều nhất là hai cô cháu Cả hai mặc đồ giống nhau nữa Thế nên khách khứa ai cũng nhầm tưởng Là con của Di An An Hải có mặt Rồi lấy cưới cùng với vợ Anh cũng vui vài chúc mừng cả hai Mà coi như đã quên đi chuyện cũ Đêm tân hôn Hai anh nằm trong vòng tay Di Tường Mà vẫn cảm giác mơ hồ không thật Anh à Đây có phải là mơ không vậy Em được làm vợ của anh rồi dây tường hôn lên chán của vợ thì thầm giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc đâu cảm ơn em đã về bên anh mọi khó khăn đã qua rồi bây giờ thì nhiệm vụ của em là thật hạnh phúc và chăm sóc anh như đã hứa đi nhé cô ngước mắt nhìn anh nhìn người đàn ông bên cạnh có lẽ cuộc đời thật ưu ái nên cô mới lấy được người đàn ông như thế này em ngắm mòn cả mặt anh rồi đấy vợ à hôm nay là đêm tân hôn chỉ nằm ngắm thôi à Ờ, nhưng mà em... Dĩ tường đành hôn thì Hà Anh đã ngăn lại. Ấy, em có em bé rồi. Dĩ tường ngồi bật dậy nhìn Hà Anh. Em nói gì vậy? Thật à? Em có bầu rồi sao? Nhìn ánh mắt sáng rực của dĩ tường, cô gật đầu hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cô. Cảm ơn em nhiều lắm. Em lại vất vả rồi. Di tường cứ ôm chầm lấy cô cảm ơn Vừa xoa bồm cô lại vừa cười hạnh phúc Hà anh nhìn anh vui mà lòng cũng vui Cô không ngờ khi có con Thanh lại vui như vậy Vậy nhưng chính cô lại là người không kiêng được Vẫn cứ kéo anh vào cuộc yêu tròn vẹn của đêm tân hôn Khiến dây tường cứ vừa hạnh phúc Lại vừa lo ảnh hưởng đến con Hạ anh Con ăn thêm cái này đi cho bổ nhé Mẹ vừa mới đặt người ta đấy Ôi mẹ ơi, con nó no lắm rồi ấy. Con mới bầu 3 tháng mà tăng cân không phanh rồi đấy à? Mẹ không nhân nhượng, vẫn cứ đứng canh bắt Hà anh ăn bằng hết. Dĩ tường chỉ biết cười trừ khi thấy mẹ chăm con dâu kỳ quá, ngay khi biết Hà anh mang bầu. di an gọi điện về đòi anh đi đón ở sân bay. Hà anh cũng đòi đi theo đón Dĩ an đi du lịch về. Sao này anh đứng vẫn chưa tán được cô an à anh? Già dạ nan lắm em mà, Lúc nào tiền em khuyên nó hộ anh đi chứ Cứng đầu quá mà anh cũng ngại với bạn đấy <laughs> Cứ mặc kệ đi anh Duyên số mà quấy gặm được đúng người thì tự khắc yêu thôi Không cần cứng cầu gì cả Di An lấy xong hành lý chạy ảo ra Ôi Sao em mới đi một tháng mà chị đã béo lên như vậy Dì Tường đánh vào tay em Không được chê bà bầu béo Em không biết phụ nữ đẹp nhất là khi mang bầu sao anh bá vai của Hà Anh rồi nành Vợ lúc nào cũng đẹp trong mắt của anh cả Em cứ xinh xong đi Rồi anh giúp em lấy lại vóc dáng nhanh chóng thôi Dĩ An thì lém lỉnh Nhìn ông anh nành vợ Quay sang an ủi chị sâu. Chị à Mà lẽ em chị ăn có phải không Thế thôi chị cố đi nhá Để xong bàn này nữa thì hoàn thành nhiệm vụ rồi Chưa được đâu Anh thích đông con Thế nên vợ chồng anh sẽ sinh đến bao giờ chán thì thôi Di An cười lớn vỗ vai chị dâu Thế chị chịu khó chịu anh nhá Thật đúng là khổ cho chị rồi đấy Di Tường hất tay em ra khỏi người vợ Này này Đừng có đốt nhà người khác như vậy Liệu mà yêu đương đi Không thì mày sẽ xác bây giờ đấy Ừ Còn lâu thì em mới yêu Mà cháu của em đâu rồi Sao nó không đi đón em Nó đang được cổ giày vé rồi Di An xứng người khuôn mặt thì hoang mang. Ôi cháu tôi, nó lại vào cái lò đào tạo của ông mà. Chỉ phải xanh nhiều con gái vào, không thể khổ thân Hà An đấy. Cả Di Tường và Hà Anh đều bật cười, nhìn điều bộ của người đã từng ở trong cái lò đào tạo ấy mà xa. Nhưng mà Hà Anh cũng muốn con được học hành, nhận được sự dạy số từ ông, nên không tham gia, mặc kệ Di Tường từ chăm con gái mình. Nhiệm vụ của cô là phải thật khỏe, để bé yêu của cô chào đời khỏe mạnh. Cả nhà đi nghỉ dưỡng ở Tam Đảo trước khi Hà Anh sinh con. Di An và ông chịu trách nhiệm chăm sóc Hà An. Còn hai đôi còn lại cứ bám lấy nhau không rời. Ba mẹ cũng tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ. Còn Dĩ Tường thì không rời vợ nửa bước khi được mai dàn canh trường vì sợ con dâu trở dạ. Hà An, đã qua đây cho cô nào. Cái chân bé xíu vậy. Hà Anh nhìn Di An và ông đang chơi bóng với Hà An mà cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cả gia đình nhìn ngoài vào thì thê thật xa cách. Nhưng mà cách họ yêu thương quan tâm đến nhau thì không ai bằng. Ba mẹ chồng thì vẫn yêu nhau như vợ chồng cô vậy. Ba chiều và cha mẹ mà chẳng cần con cái. Họ lãng mạn nhiều khi cô cũng cảm thấy bất ngờ. Khi giấy tường kể thì có vẻ khó tin nhưng mà chứng kiến thì mới vơ le. Gia đình của mình hạnh phúc anh nhỉ? Em thật may mắn khi là thành viên của nhà mình Hà Lâm cũng sắp về thăm chúng ta rồi đấy Gia đình của anh hơi đặc biệt Hơi nguyên tắc một chút Không làm em khó chịu chứ Nếu nhà em không thoải mái Thì chúng ta ra ở riêng nhé Cô lắc đầu đám Không đâu Em muốn ở chung như thế này Ba mẹ em đã mất rồi nên ở như thế này Em mới có cảm giác gia đình thực sự Ba mẹ và ông cũng rất tốt với em Nên anh đừng lo gì cả Dĩ tường hài lòng Quay sang hôn vợ nhưng bị con phá đám Sao ba mẹ hôn nhau giữa ban ngày như vậy Xấu hổ quá đi Hà An đứng bên cạnh Mặt phùng phiều dần số quay đi Di An bật cười rồi trêu <cười> Thôi Anh chỉ cứ làm việc sang dở đi Em đưa Hạ An đi chơi đây Nhìn theo bóng hai cô cháu đuổi nhau Hạ Anh tựa vào vai của anh cảm nhận sự bình yên Cô thầm cảm ơn cuộc sống Cảm ơn hợp đồng tình nhân đã mang lại cho cô hạnh phúc này Mỗi người sinh ra đều là mảnh ghép của ai đó Nên nếu như bạn chưa gặp thì cũng đừng buồn Duyên phận là hai chữ khó nói lắm Nó vô hình nhưng lại là sợi dây Buộc chặt nhưng mảnh ghép hòa hợp lại với nhau Tin tôi đi Hãy cứ sống hết mình Làm những gì mình muốn Và không ngừng cố gắng Mỗi việc xảy ra trong cuộc sống Đều là sự sắp đặt của số phận Hãy chấp nhận nó Và mở ra một cánh cửa khác tốt đẹp hơn Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với kết thúc như thế này thì anh Sa tin chắc là đã khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Một kết thúc tròn vẹn dành cho tất cả mọi người. Và anh Sa tin chắc là khi mà quý vị và các bạn đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối của bộ truyền này thì đã cùng với anh Sa trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Vì vậy nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những chia sẻ nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé và đối với cá nhân của anh Sa thì sau khi à, thể hiện bộ truyện này gửi gắm đến quý vị và các bạn thì cá nhân của anh Sa cũng cảm thấy rất vui với kết thúc này à, rất mừng cho câu chuyện tình yêu của cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta à, sau khi trải qua quá nhiều sóng gió thì cũng đã có thể hạnh phúc bên nhau à, tuy nhiên anh Sa sẽ nói thêm một chút ở bên lề không liên quan sẽ đến câu chuyện cả à, à, đó là anh Sa muốn gửi gắm đến quý khán thính giả thân thương của mình à, đôi khi chúng ta lắng nghe chuyện thế nhưng mà chúng ta à, cũng sẽ có một cái nhìn nào đó thông cảm cho nhân vật Hạ Anh, à, bởi vì ở trong câu chuyện này thì dĩ tường anh ấy có một cô vợ mà không hề yêu thương, mà cô vợ của anh ấy thì lại là một cô vợ lăng loàn, không có đứng đắn gì cả. Thế nên phần nào đó lý do này nó khiến chúng ta dễ dàng chấp nhận cho câu chuyện tình yêu này, ủng hộ cho cặp đôi này. À, tuy nhiên thực tế cuộc sống thì nó lại ngược lại, quý vị ạ, à? à, không phải người đàn ông nào cũng sống như dĩ tường đâu. Và không phải câu chuyện tình yêu nào nó cũng um, éo le và đáng thương như câu chuyện tình yêu này. Mà cái số ngược lại thì rất nhiều. Tức là những cô gái như là Sugar Baby cặp kè với những người đàn ông đã có gia đình rồi. Và phần nào đấy, đây là người thứ ba um, góp phần làm tan nát gia đình của họ. Uh, nói là nói như vậy, thế nhưng mà dù sao thì nếu như người đàn ông không muốn đi ngoại tình thì cũng không ai ép buộc được cả. Uh, thế nên là anh Sa hy vọng rằng là chúng ta À, lắng nghe xong bộ chuyện này, à, nhưng mà chúng ta vẫn có cái nhìn, cái chứng kiến của mình. Chúng ta không vơ đua cả nắm, chúng ta cũng sẽ không mang uh, cái mặt nào đó, cái góc nào đó, một cái góc nhỏ nào đó trong bộ chuyện này để mà chúng ta có thể lấy lý do. Đặc biệt là những bạn trẻ, chúng ta lấy đó làm lý do để mà uh, uh, cặp kè với những người đàn ông đã có gia đình chẳng hạn. Bởi vì thực tế cuộc sống, thì anh, anh xa thấy cái vấn đề này nó quá là nhiều rồi, uh, nó quá nhiều, thế nên là À, bất chợt thành sang nghĩ đến và muốn à, gửi gắm đôi lời cảm nhận của mình đến quý khán thính giả thân thương của mình rằng là chúng ta nghe chuyện nhưng mà chúng ta không áp nó vào cuộc sống bởi vì cuộc sống thì à, đôi khi nó không giống như trong chuyện nó không màu hồng và đẹp đẽ như vậy mà nó lại ngược lại rất là nhiều à, và đến đây thì anh sao cũng rất uh, mong muốn lắng nghe ý kiến của quý vị và các bạn về vấn đề mà anh xa vừa chia sẻ mọi người có góc nhìn như thế nào thì hãy chia sẻ với anh sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho Ở chương trình cũng hết rồi Và anh Sa cũng xin kính chào tạm biệt Và chúc tất cả quý vị và các bạn Một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyền mới tiếp theo um, Xin chào tạm biệt Và chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui